SE sẽ không vô top 4, nhưng SE sẽ là cái thằng mà gọi là đá đổ cái gọi là cái mặt bất bại của Gam ở vòng bảng. 13-1 dành cho Gam. 13-1 dành cho Gam. Xin chào tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với màn phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu và chiến thắng chung cuộc cho cặp trận ngày thứ hai hôm nay đã thuộc về FPTC Sport. Và ngay sau đây chúng ta cùng tham gia phần phỏng vấn cùng với DNK, người chơi đi đường của FPTC ha. Bảo Ngọc xin chào DNK ạ. Xin chào MC Bảo Ngọc và mọi người đang xem trực tiếp trên VTV. Mình là DNK, người đường của FPTC. Vâng, Võ Ngọc xin chào bạn và chúc mừng cho chiến thắng vừa rồi của team bạn ha. Thì không biết là sau chiến thắng vừa rồi thì bạn có nhận xét gì cho trận đấu đó không? Và nó có ý nghĩa như thế nào cho thời điểm hiện tại của team bạn? Mình cảm thấy là không có được thoải mái khi mà team mình liên tục mắc mấy cái lỗi nhỏ nhỏ mà kiểu đã nói hoài rồi. Còn cái trận thắng này thì nó chỉ đem lại một phần hy vọng nhỏ cho tụi mình thôi. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của DNK. Không thoải mái ha. Ngọc muốn hỏi đó nhìn mặt là giận những đó. Khó khăn mà các bạn đã gặp Đơn cây phải đang giận trong đó. Ván đấu ngày hôm nay cũng như là rõ ràng hơn là trong ván đấu 1 khi mà đối phương đã có cơ hội lấy lại được lợi thế khi mà từ đầu quạo đó là thuộc về phía bên đội mình. Là do team mình đánh kiểu không có biết lùi, còn là đánh kiểu đánh đánh xung quá ấy. Kiểu mình đã có lợi thế xong rồi cứ đánh xung thôi mà không biết đánh lùi nên bị lát trừng phạt. Nhưng mà đến với ván thi đấu thứ hai nè, thì các bạn đã có một phần thể hiện đầy mạnh mẽ. Thì không biết là sau ván đấu đầy nhìn thất mặt lão quá, bữa nay cuối tuần không đi chơi được với anh đi chứ. Trao đổi như thế nào cũng như là đã thay đổi vào mặt nào để mà trở lại mạnh mẽ như vậy? Trễ mẹ luôn rồi. Team mình thực ra thì game thứ nhất team mình đánh đầu game vẫn ổn, với là tụi mình có nói là lúc mà có lợi thế thì ráng đánh chậm lại chứ không có đánh cái kiểu mà xung quá là được. Vâng, thì trong cặp trận BO3 ngày hôm nay bạn đã liên tục sử dụng Lee Sin, thì thật sự là nó khá là khác biệt ở ván thứ một và ván hai. Thì ván hai bạn đã khá là xanh khi mà có một KDA khá là đẹp, 905 không nằm xuống lần nào hết, thì DNK có thể chia sẻ sự khác biệt này được không? Thực ra nếu mà game một mà đánh không có vội thì mình nghĩ KDA game một mình cũng không chết mạng nào đâu, tại mình khá là tự tin khi mà mình đánh Lee Sin. Ghê vậy. Tự tin. Vậy thì đến với ván thi đấu thứ ba nè, các bạn đã hình như là một lối vận hành kỹ càng hơn, chậm chắc có hơn. Đá nha. Nhưng mà về sau khi mà ăn Baron thì các bạn có một phần cậu giống mắt hài ha anh thì, hai ha. Cá nhân bạn cũng như là đội của mình đã xử lý như thế nào? Thì quá. Thật sự anh hai mới nghe thằng kia nó tường được ở phút 20 mấy. Trong giận cấm chúng tay ma tích xong mắt hài giơ tay lên mắt lỗi xong mà u đi không biết là có đúng vậy hay không. Tụi nó đánh tụi nó đánh kiểu cứ có lợi thế là tụi nó cứ đánh láo thôi, quả đó có con về hết rồi nhưng mà nó cứ vẫn cứ đánh láo lên mới xảy ra tình huống như vậy. Vâng, thì trong những tình huống mà các bạn không hợp ý nhau như vậy thì ai sẽ là người lên tiếng để mà đưa ra một cái quyết định nhất định? Tại sợ. Thực ra tụi mình cũng có nói nhưng mà do tụi nó đánh nên thôi tụi mình cũng im cho tụi nó đánh luôn. Xong rồi xong nghe thì tụi mình giải quyết bữa đó sau. Vâng, đồng ý với ý kiến của DNK và thật sự mong là các bạn sẽ nhận ra được những lỗi sai và khắc phục cho trận đấu tiếp theo khi mà các bạn còn một cặp trận nữa trong giai đoạn vòng bảng này. Một đối thủ khá là nặng ký tại VSET đó là Gam, thì không biết là DNK có thể. Ủa sao biết đúng luôn gì? Có thằng kể cho Linh, có thằng kể mà Linh ra có thằng kể tôi nghe. Mình nghĩ team mình đánh kiểu ổn định thì vẫn có khả năng để win Gam chứ không có đến mức mà bị Gam hủy diệt. Vâng, Ngọc rất là mong và trông chờ vào màn trình diễn sắp tới của bạn. Và lời cuối thì không biết là DNK có thể gửi lời chào kết đến các bạn khán giả được không ạ? DNK hơi lạc quan đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cũng như là team FPTC trong suốt thời gian mà mình thi đấu. Cảm ơn nhà tài trợ của FPTC ạ. Vâng, cũng cảm ơn DNK đã tham gia cùng Ngọc trong buổi phỏng vấn này. Và một lần nữa, Bảo Ngọc xin chúc mừng cho chiến thắng của các bạn một lần nữa ha. Và cảm ơn các bạn khán giả đã cùng theo dõi buổi phỏng vấn này trong khuôn khổ VSET mùa xuân 2022. Hân hạnh được tài trợ bởi thương hiệu dầu nhớt toàn cầu Castrol Power One. Và ngay sau đây xin mời các bạn quay trở lại với bàn bình luận ạ. Ủa?
rồi quạo xong nó quên tao luôn. Vâng, và như vậy là sự căng thẳng hài lòng. Hóa ra nó không đến từ những chặng đường khó khăn sắp tới, mà nó đến từ những sai lầm nhỏ nhặt của các thành viên ở trong cả ba ván đấu. Khi mà có những tình huống Cole không thực sự làm theo Cole không thực sự chuẩn xác thì đúng hơn. Đây là điên qua điên quạo chứ không phải là điên cây nữa thôi. Điên quạo. Wow. Cho hai người bắt ai nhá. MVP trong bản tin đúng rồi. Điên quạo. Emperor với KDA là 22. Tỷ lệ tham gia cũng là 38.89%. MVP thật đấy à? À, bởi vì tôi chưa thể nào mà nhớ lại hết được những cái tình tiết trong bản tin đấu vừa rồi, nhưng mà nếu như để đánh ra là cãi nó mới giải đéo được MVP. Trong tay thằng Emperor nó rebound không của MVP chứ anh Đông Nguyễn nha. Rất nhiều so với con Gray của Emperor. Nhưng không sao cả. Dẫu sao thì chiến thắng cũng là thứ đã có được dành cho các thành viên đội tuyển SBC. Hình như bên ban chấm điểm là có thằng Linh trọng nữa, có Linh Nguyễn trọng nữa. Ngày trước ngày mai trong có như đất ngang cũng là đầu tiên. Ngày mai sẽ cùng đụng độ giữa Gam và Butter em Sky. Thấy dạo này trai C2 cháy hàng quá anh hai, thấy mấy anh em MU kiếm hình như là có Linh Nguyễn trọng nữa mọi người. Chắc có khi đến trai C3 còn không có mà uống. Đúng rồi, cái này tôi hỏi thiệt luôn á, cái này anh ba hỏi thiệt anh nên gay luôn nha, là mắc mới gì quạo. Rồi mắc mới gì quạo xong cái quên anh ba luôn. Tao liên quan gì tới câu chuyện của tụi bay, tới cái lúc cảm ơn tụi bay không có một lời cảm ơn tao. Đã dặn rồi mà, lên phỏng vấn là phải cảm ơn mà. Rồi mắc mới gì quạo rồi xong rồi không cảm ơn luôn. Bỏ công bỏ sức ra đi nói chuyện rồi xong rồi bỏ công bỏ sức ra deal hợp đồng này nọ, kiểu mang nó về xong cái được phỏng vấn đầu tiên trong mùa giải xong cái nó không cảm ơn mình luôn. Mà thằng đi ăn cây này là một lần rồi anh em à. Một lần là cái tính của nó là như vậy rồi. Một lần hồi xưa là tôi làm huấn luyện viên NFW. Là cái đợt mà tôi nói là cái gì nó fit, nó đánh nó không nghiêm túc trong lúc chen đó, nó fit. Rồi xong rồi tôi nói nó hoài, tôi nói là cái gì hoài, cảm ơn Linh Nguyễn nha. Ở bên kia là đang top 4 rồi, mắc mới gì sắp về đây. Linh Nguyễn nha, kỳ nha. Rồi xong tôi bất lực với dây cái tôi yêu luôn. Rồi xong cái thằng Khải nó bất lực mà nó cũng không nói, nó không nói. Xong cái nó quay qua nó nói là tôi mày, nó quay qua cái nó nói tôi, nó kêu rồi sao anh không nói gì đi, cứ để vậy hoài rồi sao rồi chơi không. Mà lúc đó tôi cũng đang bực nữa, tôi đang rất là bực luôn. Nó nói tôi, quay lại nói tôi mày, mà trong khi nó không dám nói thì kim gì. Cảm ơn nên cây, nó không dám nói kim gì mà nó quay lại nói tôi đĩ mẹ nó. Tính hồi xưa tới giờ vẫn vậy, buồn bực ai thì nói thẳng ra, tự nhiên tao có làm cái gì đâu, tao chả làm gì hết. Ý nó là nó kêu tôi nói mọi người ạ, nó kêu tôi phải đứng ra nói đi, nó nói sợ bị chửi. Tại vì tính ra hồi xưa trong team FB nó là thằng nhỏ tuổi nhất luôn á, nó là thằng nhỏ tuổi nhất mà lúc đó tôi bất lực với thằng kim gì rồi. Thiệt, tôi bất lực với thằng kim gì nhất luôn á. Nhìn ảnh hài cốt lắm. Nhưng mà về sau thì ảnh chịu khó hơn. Về sau là tôi ao ra cái ảnh nhận thấy vấn đề xong ảnh chịu khó hơn. Chắc là cũng một phần do tôi, lỗi do tôi mọi người. Đáng lẽ là lúc trend team này nọ kiểu thì cũng cho nhỏ đánh mấy con khác, mấy con này nọ các thứ cho nó gọi là đa dạng, cho nó hưng phấn để nó trend. Su mọi người à, cái meta đó ta kiểu như là mấy con tăng như là xin gịch này nọ các thứ rồi mau cai on này nọ kiểu thôi, cứ bích cho nhỏ chơi vậy hoài thì nhỏ lại chả bực. Còn trần trừ gì nữa mà anh hai chưa kêu chú bé rừng xanh scanner quay về nữa. Bực. Thiệt, bản thân tôi cũng bực. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải vì team mình chiến thắng. Chuẩn bị bài dở thì phải chuẩn bị đi từ đầu tuần phải chuẩn bị rồi. Đó, cho nên là sẵn đây thì cũng gửi lời xin lỗi lại Kim Di hồi xưa nói thẳng lên nó đang chen nó bực mà. Nó quay lại nó tôi bích anh bích gì bích hoài. Cho chơi con khác đi. Cứ đè ra bích mấy con bích hoài. Nhưng mà mấy con nó vô đem giải vô đánh thiệt. Nhưng mà mấy con nó là đem giải đánh thiệt nha. Chen nhưng mà đánh thiệt à. Không nhắc chữ, cái này là tôi kể câu chuyện có thật. Hồi xưa tôi FQ đó. Là câu chuyện có thật mọi người ạ, không nhắc chữ, không hề nhắc chữ một câu nào luôn. Còn Long Select, Chen anh cho em test con gì cũng được, test đội hình, test chiến thuật sao cũng được. Nhưng mà vô giải thì em không tự tin, em muốn đánh theo ý em thôi.
Ừ thì EQ hồi xưa toàn âm binh của hồn dịch lộn không anh em à. Dấu lớn DNK, cho quỷ đá mấy bạn nha. Thì EQ hồi xưa toàn âm binh của hồn không à. Còn hậu béo thì hậu béo là lỡ bích thua kèo cái là mà hậu béo lạnh như tiền. Thua có một game đầu cái là game sau auto thua. Game đầu mà thấy team bóp bóp đó một cái thôi xong rồi đó. Game 2 là vô là phải so bóp này nọ các thứ rồi nói chuyện này nọ nhỏ nhẹ này nọ được. Chứ không thôi là game sau thua nha. Thua đấy. Thua. Còn Venus thì em nên làm gì? Không. Làm gì ok hơn. Anh sao á? Em thấy như vậy là được nhất nè. Như thế kia là được nhất nè. Không được. Một bầu trời bất lực mọi người ạ. Một bầu trời bất lực mà xưa tiên tôi ơi mình. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng tôi trụ lắm đó chứ. Anh em thấy tôi kể dần dần không? Từ xe lén cho tới Venus là sức bọ. Rồi quay qua tới Mid là cả một bầu trời vấn đề. Rồi xong rồi tới Kim Di có thằng DNK là cái thằng mà gọi là đỡ nhất, nó còn chịu nghe đó nha. Nó còn chịu nghe đấy. Nó còn chịu nghe, nó còn chịu nghe tôi rồi xong nó còn chịu trao đổi với lại tôi này nọ các thứ đồ. Còn mấy anh kia thôi chịu. Sia thôi. Thôi, đừng nhắc Sia nữa. Chờ lắm mọi người ơi, cảm ơn công hàng hàng không hàng lắm mọi người, đừng nhắc Sia. Đủ lần đầu tiên gặp sức bọc kiểu đó luôn đó mọi người ơi. Nó sai nó cãi là nguyên team đúng hết, nguyên team sai hết. Nguyên team nói nó sai nó cãi là nguyên team sai hết đó. Nó phải đúng, cảm ơn công ha. Anh công hai ha, có ha. Định quay trở lại lèo lái con tàu đắm xe không? Chứ em thấy thằng, kỹ năng với Kim Di cô là tìm giống hai vẫn đó, còn thằng, ngại lắm. Thằng Sia là giống như tiếp cho là, Barabel mặt mềm. Thằng sọt vậy đó. Giống như thằng sọt vậy đó. Từ thằng sọt là từ cái lúc mà từ lúc game thủ cho tới hiện tại bây giờ là quốc thường viên luôn. Cái tính y chang. Cái tính y chang từ đó giờ. Bởi vậy lúc nào gặp tôi nó cũng thua mà. Bật chỉ được bay lên. 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 Xuất phát còn như xuất xuất phát. Cho người đừng chân nha. Bật chỉ được bay lên. Trận cuối. Trận cuối phải thực sự đánh là chính mình. Cho dù có thua thì cũng phải thua là 2-1, nhưng mà thắng là phải thắng 2-0. Thắng là thắng 2-0 cho tôi. Thua là có thua thì thua 2-1. SE sẽ không vô top 4. Nhưng SE sẽ là cái thằng mà gọi là đá đổ cái gọi là cái mạch bất bại của Gam ở vòng bảng. 13-1 dành cho Gam. 13-1 dành cho Gam.